Rồi, trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái ha. Bây giờ là 0 giờ 14 phút rồi. Đang đứng ở ngã tư Địa Chất để chờ xe Hùng Trinh. Đó. Hướng này giờ chiều lên để chạy lên Bầu Bàng. Rồi sau đó thì quay đầu luôn, tại vì xe giờ ra vô liên tục để chở khách. Đó, để chở khách đi lao động đồ này kia, đi học. Tại trường đường cũng vắng, nhưng mà mình cũng kiếm tiền, mà mấy anh xe ôm ráp đi cũng kiếm tiền. Nói chung là cuộc sống mưu sinh thì nó cũng vuông vàng có khó khăn, nó không phải là màu hồng đối với nhiều người chăn nhung gấm lụa thì quen, nên là cái khó khăn thì nói chung thì ai cũng sẽ trải qua khó khăn. Rồi mới người ta nói là đi qua những ngày mưa mới biết giá trị những ngày nắng thôi, chứ không phải là ai than khổ hay gì hết. Nhưng mà đối với em thì không đi gửi cũng được, ngày mai mốt nhờ người khác đi gửi thì nói chung thì cũng bình thường. Nhưng mà mình thấy những việc mình làm được thì mình cũng cố gắng làm thôi, mình làm được thì mình phải làm, còn khi nào mình khả năng mình không làm được thì mình không làm, thì mình mới nhờ vả người khác thôi. Đó, đó triết lý của em như vậy. Chứ còn như cái này thì giao cho ráp đồ này kia chạy thì nó đơn giản thôi, chứ đâu có gì đâu. 150-200 thì mình cắt bớt tiền lời lại. Đó là xe tới ha. Rồi một cái này về Yên Thành nữa ơi. Yên Thành nè. Yên gì đó? Yên Cu. Rồi cái này Diễn Châu. Còn cái này về Tam Quan anh có đi ngang đúng không? Tam Quan Bình Định á. Rồi Hoài Nhân Tam Quan. Rồi ok ha. Okay. Rồi cảm ơn mấy anh nha. Rồi xe này giờ chạy đi hướng lên Bầu Bàng xong rồi họ quay đầu luôn ha. Đó. Thì nói chung thì bây giờ được đi ngủ rồi. Thôi bây giờ em về ngủ đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye.